Hello anh nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thì khi mà anh em mới bắt đầu game á, ai cũng mong muốn là mình sẽ có được những trang bị thật là mạnh mẽ, thật là tốt để có thể là đi chơi level được tốt hơn. Thì có một cách mà từ xưa đến nay anh em mình hay đi làm á, đó là chính là đi săn đồng vàng để kiếm những món excellent, những món đồ hoàn hảo để mang lại lực lượng đạp to hơn. Thì sau một thời gian dài đằng đẵng, mình đã tích góp được một cơ số bốc quân đun từ cái việc mà đi săn bốc vàng đó. Và đây là thành quả của mình, gần như là hai lần ta dây, tầm 60 mấy, gần 70 mấy bốc. Mình sẽ cùng với anh em thử đạp tầm này bốc để xem chúng ta có thể đạp được những cái đồ sao là ngon hay không, có thể thay thế cái đồ mà mình đang mang trên người. Chỉ là một cái quyền trường rồng tập cơ, cái quyền trường cộng 7. Đầu tiên mình sẽ thử đạp thử bốn bốc này nha anh em, hy vọng là có đồ không. Ở dưới đây pendant fire, pendant của mình hiện tại là pendant của cái set bro nha anh em. Đây HP 3% hồi HP và tăng thêm 7 tốc độ đánh, chỉ có được một ôm tiếp vào. Đây quyền trường ra quyền trường rồi, nào nhập vào. Ôi không có lúc thì đập hơi khó nha anh em. Tiếp nào, đi đây. À, rồng đen, một cái rồng đen 4% máu và 10% thủ hoàn hảo, thì lệ thủ hoàn hảo thành công là 10%. Tiếp nào, ui cái len của GL, một trong những nhân vật chỉ có chơi xem cái sao mà quạt cái gì nó đắt bốc lẫn la lẫn lẹt tới làm gì, những cái thang quá nhỉ. Tiếp nào, ui cái băng này nha, lâu lắm mà mình mới được trông thấy cái băng, lại không có lúc. Mình sẽ để bớt cái đồ này qua đây, bỏ cái này lên có thể nhận được thêm đồ. Tiếp nào, lại là kim băng rồi, mua về bán thôi nha, về nó ra bán đi thôi, toàn đồ quý bắp chả có gì cả. Đồ mà ngon là đồ DDHP nhé, bán luôn bán hết rồi. Tiếp tục cái vòng cổ thì mình sẽ giữ lại để cho nhân vật phù mang cũng được. Tiếp nào, ui một cái khiên của DW, một bộ mà 1% mana. Tiếp nào, ui là một cái vòng cổ, tỷ lệ đam hoàn hảo là 10%, nhưng mà hồi HP chỉ còn 1. Ui một cái áo của GL, 4% máu và 1% mana. Ui mặt không vậy. Tiếp một cái tay của sung thì thích đam phản đam 5%. Ui một cái kiếm của Merger, không có lúc, sao đôi lúc hiểm vậy. Tiếp nào, lại là một cái tay của GL cùng với set này nhé, Trinity cũng là Reflect. Tiếp, ui lại là vòng cổ, đây hôm nay vòng cổ được 2 hộp, 8% hồi máu khi mình giết được quái và tăng thêm quick dam lên 2%. Cho đi được đi trên ngọc thì được. Đây, mình sẽ bỏ cái này xuống để nhặt. Mình sẽ chỉ giữ lại đôi lúc thôi. Đây, sao cứ bắp vậy? Cứ bắp không ha? Bán luôn. Bán tiếp. Ăn. Tiếp nó nha, đáp tiếp nào. Ui, một cái áo gia nhân, quần gia nhân giảm 3%, tầm tàn có lúc thì ngon hơn. Đây gầy chao, gầy chao cho Đắk Lắk ở đâu, gầy chao cho DK với Merger. Được, gầy này hiểm nha nhé, lâu lắm đâu được trong thể gầy chao sau lần này. Gửi lại để cho BM cầm gặp gầy chao xem thế nào. Đây gầy Đắk Lắk lại không có lúc, một cái mũ rồng đen không có lúc. Trời ơi, thế nào, đi mà lại không có lúc. À, tăng máu phản đam cái khiên của em, kim gai búp cà phê này, kim bay đi mùi đi có mùi được dòng đi chẳng nha. Lock chặt ơi, trời ơi lại không có lúc, để đặt lock lại không có lúc.
quần của burger. Nào, ui, cung trao này. Bạn không có lúc rồi. Cái cung trao nó rất đẹp nha em. Khi mà anh em skill mà có cái cung trao này á là cực kỳ đẹp rồi. Nhưng mà mình vẫn sẽ bán, vì không có lúc. Mình sẽ giữ lại cái gì, cái trao này. Tiếp nào. Đấy. Ôi, cung thiên thần. Lại không có lúc. Đi đây, đây. Thì trao. Lúc. Trời ơi, vẫn không có lúc. Tiếp nào. Lại không có lúc. Tiếp. Lúc không? Lúc nè. Nhưng lại là mana. Mana vẫn gen. Cho đi không gen thì được. Đây. Quần của Red. Lại không có lúc. Tiếp. Ui, cái đài lockdown này nha. Lại không có lúc. Cũng không có lúc luôn. Để xin mình không có lúc. Cái khiên này dù là có lúc nhưng mà Oxida nhưng mình sẽ bán. Vẫn sẽ giữ lại cái bộ trang. Cái đài lockdown này thì bán luôn. Tiếp. Bây giờ mới được có ai một lúc thôi anh em ạ. Lại không có lúc. Tiếp nào. Đây, một cái nhận. Một cái nhận gì đây? Mình rõ à? Đất à? Position. Bao. Nhưng mà lại ốp mana phải lai. Được. Cái F-book cũng được, tăng mana. Ê, có lúc không, gây đắc lóc. Lại không có lúc. Có vũ khí đắc lóc. Ê. Ui, quăng ra con sỏi anh em ạ, quăng ra con điểu. Tăng thêm AG 50. Hấp thủ là 10% và tăng thêm 15% đá. Được, gặp lại. Tiếp nào. Đấy, gây đắc lóc. Lại không có lúc. Trời ơi. Một cái tay của mọi người đê nhưng mà không có lúc. Làm sao mà đập nổi. Mọi mẹ. Ui, gây cháo. Ui, lightning cháo này. Ui, ổ ngon này. Quýt đám thêm 2%. Vậy là 1 điểm được em 20 level này. Được. Lúc. Không có lúc thì làm gì. Đây, có lúc không. Lúc. Không. Đây, một chân nữa. Không lúc luôn. Bán hết. Level hay không level thì bán hết. Chỉ cần lúc thôi. Không có lúc là mình sẽ bán hết. Tiếp nào. À, một cái mông cổ. Ồ. À, mông không có lúc, trời ơi. Mông cổ đây. Mông cổ quá tệ. Tiếp nào. Trời ơi. Lại một cái kiểu mà giờ không lúc. Mình sẽ đảo hai thử một lần. Đây. Điều quá. Đây không lúc. Cái khiên này có lúc đi. Lúc đây HP. Đây HP. Trời ơi HP nhưng lại không có lúc. Đúng như này. Một cái gầy của F. Như đây. Gầy của Đắk Lóc. Ngày nay chắc cũng bình thường. Không có lúc luôn. Và chả ăn cả hai thêm một lần. Đây một cái mũ của VF. Và là một cái đao. Sao hôm nay mình đáp đồ suối thế này. Có đồ lúc luôn á. Có đồ lúc thì bạn lấy chứ để làm gì. Phải có lúc cơ. Như đây. Một cái tay. Để đến mana, trời ơi. Để đi HP. Đây rồi chào. Có lúc. Không có lúc. Đây, một vũ khí của RF. Khổ. Trời ơi, có lúc. Được. Tăng 2.88 để lại hôi lại máu khi mà được quá. Ok, mình tốt. Dừng lại. Thế nào. Ui. 10% để level. Nhưng mà attack power lại cao. Thế nhưng mà anh em nào mà mới làm vào đầu cầm mấy cây này thì mình rồi. Ui, khiên đắc lóc, lúc, máu, tăng gian, được, anh em mình sẽ mang. Đây, mình sẽ mang lên. Đấy, cậu cái khiên đắc lóc lên. Tiếp nào.
nó không có lúc ừ, cái tay đồng đen, cái chân đồng đen như thế này, cái quần và một cái vòng cổ ở nếp phải, một cái mũ đắk lắc mang ná, quần chỉ đã. Trời ơi, một động bức của tôi. Đây đắk lắc, đây đắk lắc. Không có lúc. Chuyển đúng này mới lên này. Không có lúc luôn. Thế nào. À, cái tay. Một cái tay đê đê rồi phách xùm. Nhặt luôn cái cao này. Cái cao này cũng có lúc rồi. Để xem. Bạn đi, bạn luôn. Bạn hết. Trả hết cho người. Mình chỉ cần gầy lóc thôi. Gầy lúc đó rồi. À đây. Lúc. Được anh em này. Ngày nay mà anh em mới bắt đầu đi trên cũng được đấy. Tăng 2% đam. Quýt đam và 7 speed. 7 tốc độ đánh. Được. Đấy. Rồi mình lá đắc lóc. Trời ơi. Đây. Lúc đi cho đủ cam. Đủ cam cũng chữ F. Trời ơi. Sao lại không có lúc. Cái gì đây. Cái F. Tâm làm gì, ép bút cần gì trong đấy. Trời ơi, lại không có lúc. Ok, nó mà lại không có lúc. Chết rồi. Điểm D, trời ơi. Thêm một D, thêm một D lưu, thêm một xuống. Đây, hề đắc lóc. Lúc. Trời ơi, không có lúc. Để bảo. Trời ơi, ba bốc nữa thôi. Tay gia nhân của ép. Có lúc luôn. Điểm rung. Cái ốc phong cũng có lúc luôn. Còn bây giờ thôi cái ốc này nhỉ. Trời ơi. Điểm nào phong bất cuối cùng. Ôi gầy trao. Có lúc nhưng ốc phải quá giờ. Ốc phải thua ở bên này nhỉ. Ốc mắn ba. Bây giờ mình sẽ thử mang. Đây, mình sẽ mang gầy này lên. Đây, có đắc lóc. Đấy, đẹp không? Tập nhiều đi. Đây, anh em thấy không? Đẹp không? Đúng, đấy. Nó tuyệt vời. Được. Quạt. Trên đây là mình đã... Trên đây là mình đã cùng với anh em là chia sẻ. Ui, rông. Rông đỏ anh em ơi. Rông đỏ. Lên được một cái B ngon nào đi sang tiếp đây đồng đỏ đấy thêm một cái B nữa. Trên đây là mình đã cùng với anh em đạp được là gần như 70 bốc và kết quả là mình chả được cái gì cả. Đồ khá là vui, được một cái chiên của đắk lóc lúc mắc lai và được thêm một cái gầy và cái sơn lân cái DK và một cái vũ khí của RF. Hy vọng anh em sẽ hên hơn mình và có thể mở được nhiều đồ ngon hơn như là đôi lúc để HP để anh em có thể sống sót trong những cái cuộc chơi ở các map level cao. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. À, anh em đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một đăng ký kênh để mình cảm thấy video hay nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Yeah.